Hey, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Kazu của nhóm Double. Bây giờ là mình ngồi chờ tinh thần nha. Mọi người biết không? Ở đây là cái gì? Dạ đúng rồi, chợ. Ở đây là chợ. Mình là lần đầu tiên đến Việt Nam thì khi đó cũng đến ở đây. Chợ tinh thần là rất nổi tiếng là cho người nước ngoài. Chắc người du lịch Nhật Bản đến ở đây nha. Tại vì là nhiều quyển sách du lịch giới thiệu cho Bến Thành nè. Nhưng bây giờ là không có người nước ngoài, mình thôi à. Nhiều giáo hàng là bị đóng cửa nha, do dịch Corona bắt buồn nè. Sau đó bây giờ là 11 giờ rưỡi nên mình ăn cơm trưa ở chợ Bến Thành nha. Ok, đi thôi nha. Con nghĩ bảo 10 nút, bây giờ trên kia bạn cũng còn muốn ăn á. Con nghĩ bảo 10 nút, bây giờ tao nói bạn có 4 nút thôi, bởi mà tức lên, bởi lần rộng lên. Mà ai nói bảo 4 nút? Nhiều dẫn hành á, nhiều dẫn hành là đóng cửa nè. Tầm 10 nghìn á, là hơi mắc á, tại vì là trung bình mỗi ngày đây là 50-40 nữa, nhưng mà đây 80 nghìn á, hấp dẫn á. Và sự thật là ít có cơ hội là ăn bún mắm nha. Bún mắm à, không biết đổ không, bún mắm là cái gì đổ à, 80 nghìn. Chắc mình thâu cấp được. Có thể là một tô 80 nghìn là mắc nhất nha, ở chợ Bến Thành á. Có mắc chứ đâu anh, có chỗ bán 100 mấy đó anh. Em bán có bảng giá mà. Ồ, nhưng hấp dẫn đó. Cái này là tương với me là để chấm. Cay à? Không cay. Không cay à? Quậy lên, nó chua chua á, chấm chua lên, quậy lên. Phải quậy nó lên. Ồ, ngon. Đây giống như là tương. Đúng rồi, tương. Tương. Cái màu vàng là me, mình quậy me. Ừ, cái trên là me. Ôi da, chua quá. Ủa nghe là ngon nè. Súp này là màu đen là có vẻ là ngon nè. Là tại vì là quê hương của mình nè có súp như vậy. À nè, có nhiều vị tôm. Vị hải sản nè, là vị tôm nè, múc to à, mình thấy đây có tỏi này chắc chắn luôn nè. À, giống như là tôm cốt dừa nè, súp tôm cốt dừa.
sức tung cốt dưa là sức tiếp theo là xương heo. Thịt heo này. Heo quay rồi. Tương và mệt đó. Bên Nhật Bản cũng có là vị như vậy á, là tên là shimiso đó. Shimiso sư là gì ạ? Sư là gừng á. Miso là gừng á, là shimiso đó. Vị giống như vậy á. Đi củ hả? Sợ củ luôn hả? Tương mẹ bên Nhật Bản là đậm hơn á. Cái này là hơi hơi à. Có rau vô. Rau. Sao hả? Ừ. Bỏ vô. Dạ. Cái đó là rồng bông súng. Không có rau nó hơi đậm. Không có rau thì rau nó hơi vừa. Cái này ngon nè. Mạnh. Cái này là có thể không thấy vì thương nữa, nên ngon nữa. Tôm mứt ngon. Súp này là có vị tương tôm nữa. Để tôi ốc tôm nem chắc chắn ngon và ăn đơn giản cho đối với người nước ngoài là ăn đơn giản không có vì không có mùi nem rất ngon. Thật ra là mặc dù là ít có người á, ít có khách hàng á, nèm rất rất buồn á. Tại vì là trước khi dịch corona là chắc chắn là mỗi ngày đều đông người á. Nhưng mà bây giờ là vắng người á. Nhưng mình sống ở Việt Nam nên chắc chắn là mình phải hỗ trợ. Và mình cũng biết người Việt Nam là bây giờ là vắng người nèm rất rất buồn á. Mình muốn hỗ trợ và giúp người Việt Nam như vậy á. Nghĩa là kinh tế là không dừng hoạt động á. Làm kinh tế là phải nên mình thường đáng chọn bản thân để ăn cơm nè. Và sau đó là khỏe lại ở trong đến thằng. Nhưng mà mình là người nhỏ, là người bình thường ấy, nên nghèo giúp thì chút xíu thôi à. Nhưng mà mình sẽ tiếp tục giúp ở Việt Nam nha. Nên mọi người hãy cũng hãy lên đây nha. Nếu thích video này thì hãy like, share, subscribe nha. Bye bye.
lẻ ươi.